Hello, chào toàn thể anh em. Hôm nay mình làm một chuyến đi săn. Hôm nay mình săn cũng sớm nha. Đi săn kiếm một xíu mồi về ăn lễ. Hôm nay mình đi với em thấy siêu phẩm gì không? Đây là đầu lâu phiên bản thợ săn của mình đây. Đó. Hôm nay mình sẽ đi với cây đầu lâu phiên bản thợ săn của mình. Bộ dây mình đi là 12, 19, 190 dây Falcon 0.45. Mình hôm nay mình bắn với B7 nha anh em. Thì lễ cũng sắp tới rồi. Mình xin chúc tất cả anh em, toàn thể gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật là vui, tươi và hạnh phúc. Bây giờ thì hãy let go, theo chân mình xem những cái siêu phẩm hay nhất của mình ngày trong ngày hôm nay nha. Bây giờ mình đi xuống trước toàn. Bây giờ let go thôi. Đừng nói là nó bây giờ này chưa dậy. Ủa giời ơi. Chà. Giờ đi mới đi ngủ người sao ấy. Cái gì vậy? Ủa giời ơi. Được không Phước lấy cái đó rồi chứ. Rồi. To. Ui ui ui. Giờ mình ăn sáng nha anh em. Đây, hôm nay ăn sáng với cái món đặc biệt cái gì đây nè, mình cũng chả biết cái gì, lòng gì đây. Cháo. Còn tiên tỷ nha. Thì mình đề phòng thêm hai gói xôi nè, bịch chè nữa nè, mình mới đuốc bịch chè rồi. Đấy, mời anh em nha. Thợ săn Bình Dương. Hay luôn. Giờ sẽ lượm được con nữa. Hai con. Về chưa? Được. Toàn mới hạ con mình hạ con nha anh em. Hả? Xuống được mà, để xuống cho. Ủa chà. Làm con nữa đi, làm con nữa cho nó. Ủa vậy, con này con trâu chảo. Kêu đâu ta? Nó kêu. Thấy chưa? Ôi từ nãy giờ xa lắm ấy chứ. Thấy bắn ngay cái đầu rồi mà. Đầu lâu anh em, đó, nó có đùa đâu. Từ đó từ xe ra tới đây luôn. Ở đâu nữa? Đâu nữa? Đùa đâu? Giỡn cái sợi thân Bình Dương sao được. Còn quá hạ con cu nữa. Ở đây nè mình đi dùm. Hả? Ôi đây. Ghê chưa. Hai em. Hai em nha anh em. Cái gì vậy? Làm sáng anh em cứ người làm em. Ủa cái đường này đâu có lên được. Đường này chưa. Cú nào một bầy đó bây giờ. Món ăn nó dưới dùng mì á.
Rồi, tiếp tục, let's go. Một đống lông anh em thấy không? Ôm bì và ngốc tiêu. Rồi, tiếp tục, let's go anh em. Anh em thấy gì vậy? Trời ơi, không thấy. Trời. An toàn mới hạ được em chim chim đen. Nhưng mà chim đen này nó bự lắm nha. Chim đen này nó bự lắm á. Bự dư. Con này chẳng cơm mà. Con này nặng hơn cô á. Nặng hơn chứ. Vậy anh em. Ủa anh em có hai cái đuôi nó dài hồng ròn luôn. Mập chứ, mập hơn cu nhiều. Nó dài người luôn. Đó anh em xem này. Đuôi nó dài ghê. Gây này gọi là trằn tên nha anh em. Nè. Cái nó cắn, nó cắn nè. Nó cắn đứt lu đông lắm nè. Hả? Nó làm cái hai cái lông nè, thiệt má nó rỉa. Nó cắn không? Đó nè, em nhìn là biết rồi nè. Thấy chưa? Nè. Đó nó cắn nè, nó tỉa nè. Đó. Rồi tiếp tục, let's go anh em ơi. Ngũ toàn mới hạ được con cúc nha anh em. Thấy chưa? Nó lủi lá con thấy đó, đúng không? Đó. Đây anh em ơi, thấy chưa? Trời ơi, bắn cái lòi. Lòi to luôn. Lòi phao câu nhỏ. Té. Rồi đã quá. Đó mà tự nhiên bay lại. Ủa mập, trời ơi nó mập á. Bắn cái gì? Cút lụi. Quay luôn, cút quay. Nó giờ đã chịu cực là nhổ lông luôn. Cút này nhổ trong sống không bắt nước được. Không có bắt nước được. Mỏng hả? Ừ, nó mỏng lắm. Ngon, ngon, ngon nha. Anh em mà nhổ cái thịt nè, nhổ cái không? Ồ, trời mập. Quá đã. Rồi, tiếp tục tiếp vô. Còn một em nữa bay lên nãy đâu. Thấy có hai em luôn à. Đây anh em. Mình mới hạ được em trộn chạy. Gãy cắn. Đây. Chim.
Con này con gì? Con này là con chẳng tên. Chẳng tên. Bắn bằng cái lá đó. Lá. Bình thường, cái này bán bình thường mà. Ở đây thấy có sóc không? Chú thấy có sóc không? Sóc đầy. Sóc ở trên cái chỗ mấy cái trong vườn trường ấy. À. Nó cao lắm. Vâng. Cái sào cừ hả? À. Chú kêu là sóc ở trong mấy cái vườn sào cừ á. Cô chú biết đầy. À. Chạy lên đó thử. Vâng. Đi chú. Rồi tiếp tục lấy coi anh em ơi. Bóng gì vậy? Chui vô thôi. Mưa à? Hả? Cái mưa. Chạy luôn. Cái mua cái leo lên cái chỗ đâu. Ừ, leo vô thôi chứ có gì đâu. Mua cả đi. Vô là con chim. À đây à. Thấy à. Đây nhìn em. Ừ, rất đông. Rồi, tiếp tục let go nha anh em. Không chưa được. Một con. Chắc rồi đó. Một con rồi chắc rồi đó rồi. Một con rồi. Vô tư. Ngay cái đầu. Ngay cái đầu cái cổ hết phản. Rồi, tiếp tục let go nha. Nó đâu mất rồi, nó vừa lên đấy. Mình mới hạ em cua. Được hả? Omi. Omi nữa. Còn tính hạ thêm con nữa nhưng mà nó Omi rồi. Mình hạ con đây. Đây. Ngay cổ. Đây nha anh em. Ngay cổ. Phát một ngay cổ. Rớt ngọt. Ngắn nhất là mấy con cua mà nó gãy cánh á. Nó chạy rớt xuống đất nó chạy. Nó chạy nhiều khi mất luôn. Cua bên đây đúng mập ghê. Cua đây nhìn con nào thiệt nhé. Cầm là nặng triệu triệu luôn á. Rồi tiếp tục let go nha. Ôi nó bay, ôi nó bay, từ từ, nó bay à. Rồi nó té luôn. Tưởng nó mất nữa rồi chứ. Tưởng nó mất nữa rồi chứ. Trời lông nó bay rồi nè. Lấy đồ món cái bịch nè. Lụm liền, lụm cho bí. Quá đi cu rồi đó. Rồi, tiếp tục let go nha anh em.
một em không có gì còn á bây giờ ha. Ngay cái ức nó còn nhảy được đây. Đây anh em, ngay cái cổ vẫn là đầu lâu nha anh em, nó đầu lâu đúng sát khí đây mình. Cái form đầu lâu này của mình á thì cầm vô ôm tay cực kỳ, rất là sướng tay nha anh em. Bà chủ vô. Rồi, tiếp tục, let's go.